Xin chào các bạn, vừa tối nay thôi, Xiaomi đã cho ra mắt một loạt các sản phẩm bao gồm Xiaomi 12S, 12S Pro và 12S Ultra, cũng như là một loạt các sản phẩm về laptop, về đồng hồ thông minh và Wi-Fi. Trong video này, mình sẽ tóm tắt những điểm chính liên quan đến điện thoại, cũng như là cấu hình sản phẩm của bộ 3 Mi 12S nhé. Đầu tiên đến với Xiaomi 12S, vẫn sẽ có tần số quét là 120Hz, 12 bit màu và tiêu chuẩn DCI-P3. Độ sáng trung bình là 1100 nit, mật độ điểm ảnh lên đến 419 ppi, kích thước màn hình 6,28 inch AMOLED. Ngoài ra, máy cũng được trang bị con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dung lượng pin trên Xiaomi 12S là 4500mAh, đi kèm cột sạc 67W cho thời gian sạc đầy 100% pin, đâu đó khoảng 42 phút và máy cũng sẽ có sạc ngửa 10W. Camera là thứ Xiaomi chia sẻ rất là nhiều trong cái buổi sự kiện ngày hôm nay. Cụ thể, máy sẽ có camera chính với độ phân giải 50MP, có cảm biến Sony IMX 707 và có chống rung quang học OIS. Kích thước cảm biến cực lớn 1 trên 1,28 inch. Đây là kích thước cảm biến chỉ có trên Huawei Mate 40 Pro. Và hiện tại với Xiaomi 12S đã được trang bị, giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng. Máy cũng có camera selfie với độ phân giải 32MP. Trên màn hình của các bạn là tổng hợp những thông tin liên quan đến Xiaomi 12S, các bạn tham khảo nhé. Tiếp theo đến Xiaomi 12S Pro, sẽ có màn hình có độ phân giải lên đến 2K, sử dụng tấm nền E5 AMOLED và có thể biến thiên tần số quét từ 1 đến 120Hz tùy theo ứng dụng. Độ sáng tối đa có thể lên đến 1500 nit các bạn nhé. Máy cũng sẽ có công nghệ Hi-Res Audio được tinh chỉnh bởi Harman Kardon, có Dolby Vision và HDR10+, 6,73 inch là kích thước của Xiaomi 12S Pro. Xiaomi 12S Pro sẽ có công nghệ LTPO 2.0, chạy con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Khi chơi Genshin với Max Cooling trong vòng 30 phút, sẽ có FPS trung bình rơi vào khoảng 59,1 và nhiệt độ đâu đó khoảng 45,8 độ C. Với một tựa game khá là lạ mình chưa bao giờ cả, trong khoảng 30 phút, FPS trung bình sẽ được 58,9 và nhiệt độ là 46 độ C. Công suất sạc của Xiaomi 12S Pro cũng sẽ là 120W và khả năng sạc ngược cũng là 10W. Về cụm camera sau, cả ba ống kính đều có độ phân giải 50MP và có cảm biến Sony IMX 707. Vậy thì mức giá cho hai sản phẩm này là như thế nào? Với Xiaomi 12S phiên bản 8128 có mức giá là 3.999 tệ, tương đương với lại 13,9 triệu đồng. Phiên bản 8256 4.299 tệ, tương đương với lại 15 triệu đồng. Phiên bản 12256 4.699 tệ, tương đương với lại 16,4 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng 12512 là 5.199 tệ, tương đương với lại 18,1 triệu đồng. Với phiên bản Xiaomi 12S Pro, chúng ta sẽ có phiên bản RAM 8GB 128GB bộ nhớ trong, tương đương với lại 16,4 triệu đồng. Phiên bản 8256 4.999 tệ, tương đương với lại 17,4 triệu đồng. Phiên bản 12256 5.399 tệ, tương đương với lại 18,8 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng 12256 5.899 tệ, tương đương với lại 20,6 triệu đồng. Chuyển sang dòng Xiaomi cuối cùng, một sản phẩm chủ lực mà mình cực kỳ mong đợi, bởi vì cái cụm camera cực kỳ hố mà mình có lách trước đó rồi. Cụ thể với Xiaomi 12S Ultra sẽ có tiêu chuẩn IP68. Xiaomi 12S Ultra có màn hình độ phân giải là 2K, 6,73 inch E5 AMOLED và có công nghệ LTPO 2.0. Cái mật độ điểm ảnh cực kỳ cao, 522 ppi, và hoàn toàn có thể biến thiên tần số quét từ 1 đến 120Hz tùy cái ứng dụng các bạn sử dụng. Độ sáng tối đa có thể lên đến 1500 nit. Tất nhiên rồi, máy vẫn sẽ sử dụng công nghệ Hi-Res Audio được tinh chỉnh bởi Harman Kardon, có Dolby Vision HDR10+. Về con chip Xiaomi 12S Ultra, sẽ sử dụng con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 tiêu chuẩn LPDDR5, bộ nhớ UFS 3.1. Đặc biệt, máy sẽ có con chip quản lý sạc riêng mang tên là P1 và con chip quản lý pin riêng mang tên là G1. Dung lượng pin của máy là 4.860mAh. Tuy nhiên, đi kèm cổ sạc chỉ là 67W thôi. Máy sẽ mất 15 phút để sạc đầy 50%. Cụm camera trên Xiaomi 12S Ultra cực kỳ lớn, có cảm biến Sony IMX 989 và có kích thước cực kỳ lớn 1 inch. Đây có lẽ là kích thước cảm biến lớn nhất được trang bị trên các dòng smartphone tính đến thời điểm hiện tại. Máy có thấu kính thiên vọng lên đến 120x và có chế độ mắt cá lên đến 120 độ. Camera chính có độ phân giải 50MP và có khẩu độ f1.8. Xiaomi 12S Ultra có siêu chống rung quang học OIS và hoàn toàn có thể quay video với độ phân giải là 8K. Các bạn có thể nhìn hai video trên màn hình, bên tay trái không có siêu chống rung OIS, bên tay phải là áp dụng Hyper iOS. Trên màn hình là tất cả những thông số liên quan đến Xiaomi 12S Ultra, các bạn tham khảo nhé. Mức giá cho cái phiên bản thấp nhất Xiaomi 12S Ultra là 8256 5.999 tệ, tương đương với lại 20,9 triệu đồng. Với phiên bản 12256 là 6.499 tệ, tương đương với lại 22,6 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng 12512 6.999 tệ, tương đương với lại 24,4 triệu đồng. Nhưng điều đặc biệt không dừng lại ở đấy các bạn ạ. One more thing. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có một con chip Dimensity 9000 Plus được trang bị trên Xiaomi 12 Pro các bạn ạ.
Bình thường Xiaomi 12 Pro sẽ trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 đúng không? Nhưng đây, MediaTek Dimensity 9000 Plus, con chip mới này sẽ được trang bị trên 12 Pro dựa trên tiến trình 4 nanomet của TSMC. Và cái điểm số AnTuTu trên Dimensity 9000 Plus là 1.040.000 điểm, cao hơn đâu đó khoảng 10.000 điểm so với lại Dimensity 9000. Và với con chip Dimensity 9000 Plus có chơi lên quân mobile, FPS trung bình cho vào khoảng 119,6 FPS và nhiệt độ rơi vào 43,8 độ C. Còn với Genshin Impact, một tựa game rất là nặng và cho kết quả FPS trung bình rơi vào khoảng 59,4, nhiệt độ đâu đó khoảng 45,7. Dung lượng pin trên Xiaomi 12 Pro là 5160 mAh, đi kèm với củ sạc là 67W. Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ có cái màn hình với độ phân giải là 2K với cái tấm nền E5 AMOLED LTPO 2.0 và 6,73 inch và hoàn toàn có thể biến thiên tần số quét từ 1 đến 120Hz. Độ sáng tối đa có thể lên đến 1500 nits. Kính cường lực đi kèm sẽ là Gorilla Glass Victus. Cảm biến được trang bị trên Xiaomi 12 Pro là Sony IMX707 với kích thước cảm biến là 1 trên 1.28 inch. Máy cũng sẽ có camera trước với độ phân giải 32 megapixel. Ngoài ra cũng sẽ có Wi-Fi 6 này, áp dụng 5G này, hay là có Hi-Res Audio nhưng mà không có được tinh chỉnh bởi Harman Kardon nữa. Trên màn hình là tổng hợp tất cả những cái thông tin liên quan đến Xiaomi 12 Pro, các bạn tham khảo nha. Vậy cái mức giá cho Xiaomi 12 Pro là bao nhiêu? Với cái phiên bản 8128 là 3.999 tệ, tương đương với lại 13,9 triệu đồng. Còn với phiên bản 12256 là 4.499 nhân dân tệ, tương đương với lại 15,6 triệu đồng. Ngoài ra Xiaomi cũng có giới thiệu một loạt về máy tính sách tay Xiaomi Book Pro 16 có đồng hồ thông minh cũng như là wifi, thì mình cứ để trên màn hình các bạn tham khảo nhé. Vừa rồi là tổng hợp tất cả những cái thông tin liên quan đến Xiaomi 12S series có trong sự kiện ngày hôm nay. Rất mong các bạn ủng hộ cho mình bằng cách like, share và đăng ký kênh để mình liên tục cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.